Ba dấu hiệu không ổn, với trẻ đi học mẫu giáo bố cần tinh ý nhận ra nếu thấy con có một số biểu hiện lạ khi đi mẫu giáo về, bố hãy tìm hiểu để can thiệp ngay nhé. Trường mẫu giáo là nơi dạy trẻ nhiều kỹ năng, có các chương trình thiết kế chuyên biệt để giúp trẻ phát triển một cách tự nhiên. Song không phải môi trường mẫu giáo nào cũng tốt cho trẻ vì còn phụ thuộc vào chất lượng của từng nơi. Mặc dù cho con đi học bố mẹ phải đặt niềm tin vào giáo viên nhưng cũng nên lưu ý một số biểu hiện bất thường ở trẻ để xử trí kịp thời, bởi nếu bố không tinh ý nhận ra hoặc dễ dàng bỏ qua. Trẻ có thể sẽ bị tác động nặng nề về tâm lý, sau đây là ba biểu hiện ở trẻ đi mẫu giáo cho thấy con đang kêu cứu, không thích cô giáo những ngày đầu đi học mẫu giáo. Do lạ chỗ lạ người nên trẻ thường có các biểu hiện như ôm cứng lấy bố, sợ cô giáo, gào khóc khi cô bé, theo thời gian con sẽ quen cô giáo và sẵn sàng hợp tác với cô nhưng nếu con đi học nhiều tuần mà vẫn sợ cô thì có thể con không thích cô giáo lúc này bố cần tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu bằng cách khéo léo hỏi han con chuyện trong lớp đồng thời bố cũng quan sát cách cô đối xử với con với các bạn khác nếu thấy có điều gì khúc mắc bố có thể trao đổi trực tiếp với cô để cùng tháo gỡ nhằm giúp con vui vẻ và thoải mái hơn khi đi học bị bắt nạt nếu bố thấy con đi học về với nhiều vết chầy vết sức vết cắn trên người thì có thể ở lớp con bị bạn bắt nạt dù rất sót con nhưng bố cần bình tĩnh hỏi con nguyên nhân tại sao có các vết tích trên người. Sau đó, bố sẽ nói chuyện với cô giáo nhờ cô để mắt đến con. Ngoài ra, vẫn còn một dạng bắt nạt khác có thể khiến trẻ trở nên lầm lì, ít nói hơn bình thường. Đó là con bị bạn bè trên lớp xa lánh hay rủ nhau nghỉ chơi con với một số trẻ nhạy cảm. Việc tưởng nhỏ này nhưng làm trẻ tổn thương rất nhiều, thậm chí gây rối loạn tâm lý cho trẻ. Vậy nên, bố hãy nhẹ nhàng trò chuyện giúp con giải tỏa tâm lý, đồng thời. Bố nên nhờ cô giáo hoặc chính bố trở thành cầu nối giúp con cải thiện mối quan hệ với bạn bè, qua đó con không còn sợ, lo lắng khi đến lớp, trẻ ốm nhiều hơn 10 lần trong năm do thay đổi môi trường. Chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt tâm trạng nên thời gian đầu đi học mẫu giáo trẻ thường dễ mắc bệnh, tuy nhiên, nếu trong năm mà trẻ bệnh hơn 10 lần thì bố phải cho trẻ đi khám tổng quát để tìm nguyên nhân nhằm loại trừ trường hợp trẻ mắc phải các bệnh lý nguy hiểm, nếu vấn đề đến từ cách chăm sóc chế độ dinh dưỡng thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bố mẹ cách để cải thiện tình trạng sức khỏe của con nhìn chung để trẻ dễ thích nghi và hòa nhập với môi trường mẫu giáo khi đi học trẻ phải được trang bị các kỹ năng giao tiếp tối thiểu và có thể tự chăm sóc bản thân ở mức độ cơ bản nếu không đạt được hai điều này trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý